Mến chào quý khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chân thành cảm ơn quý vị đã luôn lựa chọn khung thời gian này để đón xem chương trình mỗi ngày. Bản tin nóng 24 giờ sẽ có những tin tức nổi bật sau đây. Tai nạn hy hữu, một hành khách trượt chân ngã từ xe thang máy bay tử vong. Xử lý mạnh tay các cơ sở đổ xe nhằm ngăn chặn tình trạng quái xế lộng hành. Liên tiếp trong 3 ngày qua, tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu có đến 3 trận động đất. Mức độ ảnh hưởng nặng nhất là trận động đất xảy ra vào đầu giờ chiều qua, với độ sâu chấn tiêu khoảng 12,6 km. Trận động đất đã làm cho nhiều công trình xây dựng, nhà ở bị ảnh hưởng, đặc biệt là một trường mầm non. Và chi tiết thiệt hại mời quý vị cùng đến với những ghi nhận cụ thể ngay sau đây. Lúc 13 giờ 12 phút ngày 16 tháng 6, tại huyện Mường Tè xảy ra một trận động đất mạnh 4,9 độ, độ sâu chấn tiêu khoảng 12,6 km. Một ngày trước đó cũng ở huyện này xảy ra động đất độ lớn 3,3 độ, độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Động đất xảy ra từ đêm ngày 15 đến trưa ngày 16, đã có 20 lần rung chấn mạnh nhất gây chấn động làm nhiều nhà dân và một số công trình công cộng bị rạn nứt hư hỏng. Một điểm trường mầm non bị sập trần thạch cao, gây hoảng loạn cho cô giáo và các cháu. Có 4 trẻ bị thương nhẹ phải đưa đến cơ sở y tế sơ cứu. 2 năm trở lại đây thì trận động đất này là trận động đất mạnh nhất có cường độ 4.9 độ Richter. Trận động đất này thì chúng tôi xác định động đất hoạt động trên đới đất gãy Lai Châu Điện Biên. Nhưng mà đới đất gãy này thì hầu như năm nào cũng xảy ra rất nhiều trận động đất. Độ rủi ro thiên tai là cấp 4 ở khu vực trấn tâm. Thế còn khu vực lân cận là cấp 3. Khả năng những công trình xây dựng yếu ở trên địa bàn vùng trấn tâm là cũng sẽ bị rạn nứt và hư hại nhẹ. Đến khoảng 3 giờ 47 phút sáng nay 17 tháng 6, động đất lại tiếp tục diễn ra cũng tại địa phương này. Viện trưởng Vật lý Địa cầu cho biết sẽ có thêm một vài trận động đất dư chấn nhỏ và không ngoại trừ khả năng những trận lớn hơn trong thời gian tới. Người dân địa phương cần chú ý đề phòng, tránh tai nạn, không nên ở gần các công trình xuống cấp, thiếu kiên cố. Xin được chuyển sang một vụ tai nạn hết sức hy hữu xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vào ngày 15 tháng 6, một nữ hành khách tên HTAT 50 tuổi đi cùng chồng và con gái trên chuyến bay từ Huế về thành phố Hồ Chí Minh đã tử vong sau khi trượt ngã trên xe thang máy bay. Sự cố xảy ra trên chuyến bay VN1379 tối ngày 15 tháng 6 từ Huế về thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, nữ hành khách HTAT khi xuống máy bay từ cầu thang bộ đã bị ngã lộn từ khoảng bậc thang thứ 5 đến thứ 7, tính từ sàn thang cặp tàu xuống nền xi măng sân đậu. Tiếp viên chuyến bay, nhân viên mặt đất cùng người nhà khách đi cùng đã lập tức hỗ trợ khách tại chân cầu thang. Tuy nhiên, nữ hành khách này đã bị bất tỉnh, chảy máu đầu. Mặc dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhanh chóng nhưng đã không qua khỏi. Nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Châu, 49 tuổi, giáo viên đã có thâm niên 20 năm, dạy tại trường tiểu học Minh Thuận 1, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em. Nạn nhân là hai cháu N và H cùng 8 tuổi, học chung lớp 2 tại trường tiểu học Minh Thuận 1. Đã bị ông Châu sàm sỡ tại nhà vệ sinh của trường. Khi biết mình bị gia đình hai cháu tố giác, ông Châu đã uống thuốc tự tử nhưng được cấp cứu kịp thời. Hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành đưa hai nạn nhân đi giám định pháp y để củng cố hồ sơ. Thưa quý vị, tình trạng các tài xế sử dụng ma túy đang trở thành một vấn nạn nhức nhối. Mặc dù các chế tài hiện hành như phạt tiền, tước giấy phép lái xe, chấm dứt hợp đồng lao động đã và đang được áp dụng, nhưng dường như vẫn chưa đủ sức răn đe và giáo dục, đặc biệt là đối với hành vi sử dụng ma túy dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng trong thời gian vừa qua. Và một trong những lý do được các tài xế đưa ra là dùng ma túy để chống cơn buồn ngủ. Liệu rồi khi tai nạn xảy ra vì không thể kiểm soát tay lái trong lúc lên cơn nghiện, thì lời hối hận đã quá muộn màng. Liên quan đến vấn đề này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa kiểm tra phát hiện một tài xế lái xe thư báo dương tính với chất ma túy. Trước đó khoảng 17 giờ ngày 16 tháng 6, tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột đã kiểm tra tài xế Nguyễn Duy Lập, 30 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, điều khiển xe thư báo mang biển kiểm soát 51C34612. Phát hiện tài xế Lập dương tính với chất ma túy, Lập khai nhận đã sử dụng ma túy đá được hơn một năm nay. Do em
suy nghĩ thiếu hiểu biết nên sử dụng ma túy thì nó khoảng mình ngủ thôi, hạn như nó không mình ngủ ấy, mình dùng ít mình qua cho vui thôi, không phải là lạm dụng nó thì sử dụng. Tổ tuần tra đã lập biên bản đối với tài xế Lập về hành vi vi phạm quy định điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy theo điểm C khoảng 10, điều 5 nghị định số 100 của Chính phủ. Với hành vi này, tài xế Nguyễn Duy Lập sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đến 40 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Thưa quý vị, đường dây nóng của chương trình chúng tôi thường xuyên nhận được nhiều phản ánh của quý bà con về tình trạng các quái xế nẹt bô, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự tại địa phương và đang sinh sống khá nhiều. Và song song đó phải nói đến là sự hoạt động rầm rộ của các cơ sở sửa xe gắn máy. Và nếu như không có sự tiếp tay thay đổi kết cấu xe của các cơ sở này thì chắc có lẽ cũng không quá nhiều chiếc xe độ chế ra đời. Vừa mới đây thì Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quân kiểm tra xử lý những cơ sở sửa xe có dấu hiệu tiếp tay thay đổi kết cấu độ xe. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình. Những năm gần đây, âm thanh như thế này luôn là nỗi khiếp đảm của người tham gia giao thông. Nó đã làm náo loạn từ đô thị cho đến vùng quê yên ả. Nó chạy nó nẹt bô, nhiều khi mình chạy sao mình giật mình, qua mặt mình giật mình, với cái đó là nó làm nguy hiểm cho người tham gia giao thông, rất nguy hiểm. Đồng Tháp không phải là địa phương nóng về nạn đua xe trái phép. Tuy nhiên, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm chạy xe nẹt bô, đánh võng, gây mất an ninh trật tự vẫn diễn ra càng ngày càng phổ biến. Đối với những quái xế, dù lực lượng công an có truy đuổi, bắt giữ hay xử phạt, cũng chỉ là những biện pháp ở phần ngọn. Công an huyện Tân Hồng, Đồng Tháp đã đến các cơ sở sửa xe để kiểm tra những trường hợp độ xe máy, thay đổi kết cấu để kịp thời ngăn chặn. Kiểm tra, xử lý đối với những cái trường hợp là các cơ sở là cố tình là thay đổi đặc tính xe, rồi thay đổi kiểu dáng xe, rồi những cái gắn cái những cái bô xe mà có cái tiếng ồn rất là lớn, nó đã nhằm để xử lý đối với những cơ sở trên. Rút ra kinh nghiệm thì mai mốt không có thu nhập mấy món đồ không có hàng hóa đơn chứng từ không rõ nguồn gốc, thì nếu như mai mốt có lỡ làm thì làm những cái nào đúng mình làm. Để ngăn chặn, không chỉ riêng lực lượng cảnh sát giao thông, thời gian tới sẽ là sự vào cuộc của toàn lực lượng ngành công an. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho công an tỉnh chỉ đạo công an địa phương phối hợp với chỉ đạo các cái lực lượng nghiệp vụ để mà kiểm tra các cái cơ sở này đối với không có hóa đơn chứng từ thì địa phương sẽ xử lý nghiêm, đồng thời buộc các cái cơ sở này không làm cam kết không có độ xe đối với các phương tiện. Biện pháp kiểm tra xử lý những cơ sở độ xe vi phạm thể hiện thái độ quyết liệt của lực lượng công an để lập lại an ninh trật tự, an toàn giao thông. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Đồng Tháp cũng kêu gọi mọi người dân, đặc biệt là phụ huynh, cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, chung tay đẩy lùi vấn nạn chạy xe nẹt bô, lạng lách, đánh võng.